Xin kính chào quý vị khán giả của Tam Đa Media. Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Chào Buổi Sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều năng lượng tích cực. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Thành phố Pleiku vừa thông báo người hiến tặng tủy xương phù hợp thứ 1.000 sau hơn 30 năm chờ đợi. Có thể nói đây là một cột mốc lịch sử. Người hiến tặng thứ 1.000 này là anh Petr Hrubý, 23 tuổi, đến từ Opava. Anh Petr cho biết anh đăng ký hiến tặng tủy vào 4 năm trước khi vợ anh bị phát hiện mắc bệnh bạch cầu. Anh cảm thấy rất vui vì có thể cứu sống được một ai đó. Vợ của anh cũng cảm thấy hãnh diện bởi vì cô đã được một người nào đó cứu sống và chồng cô lại cứu được một người khác. Hệ thống đăng ký những tình nguyện viên hiến tủy vào năm ngoái đã kỷ niệm 30 năm thành lập. Mặc dù hiện nay trong hệ thống có 120.000 người sẵn sàng hiến tủy trên khắp đất nước, nhưng chỉ có một phần nhỏ trong số họ là có sự phù hợp cần thiết để cấy ghép. Những tế bào phù hợp được thu thập sẽ được một người phụ trách chuyển đến chỗ bệnh nhân bằng đường bộ hay đường hàng không. Nhiều hành khách đã phàn nàn về việc mình mua vé di chuyển bằng phương tiện công cộng qua hình thức gửi tin nhắn đã bị phạt khi bị kiểm tra bởi thời gian chờ để nhận được vé quá lâu. Hiện hành khách phải đợi 2 phút mới nhận được tin nhắn xác nhận vé. Vì những phàn nàn này của người dân nên Phó Bộ trưởng Giao thông Vận tải Zdeněk Hřib cho biết ông đang lên kế hoạch rút ngắn thời gian chờ tin nhắn xác nhận từ 2 phút xuống còn 1 phút. Ông cũng cho biết Bộ hiểu được việc đợi 2 phút là hơi lâu và bất tiện, nhất là đối với một số hành khách quyết định sử dụng phương tiện công cộng vào phút cuối. Vào tháng 1 vừa qua đã có 24 tài xế bị tịch thu bằng lái xe trong thời gian áp dụng bằng lái xe thử nghiệm Chichak Naskoshku. Những tài xế mới thường phạm các lỗi nghiêm trọng khiến họ bị trừ điểm tối đa. Vi phạm thường xuyên nhất là vượt quá tốc độ 40 km/h hay từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Những tài xế bị phạt sẽ có 3 tháng để sửa lỗi, tức là họ sẽ phải tham gia 4 giờ tư vấn với bác sĩ tâm lý và 5 giờ học lại tại trường lái xe. Chichak Naskoshku áp dụng đối với những tài xế mới nhận được bằng lái xe từ tháng 2 năm 2022 và vẫn trong thời gian thử thách 2 năm. Theo số liệu mới nhất thì tại Séc hiện đang có 207.000 tài xế nằm trong danh mục này. Các nhà lập pháp Hàn Quốc kêu gọi chính phủ ban hành luật cứng rắn hơn nhằm ngăn chặn rò rỉ bí mật quốc phòng. Trong bối cảnh một số kỹ sư Indonesia bị tình nghi âm mưu đánh cắp dữ liệu, một cuộc điều tra liên ngành quy tụ các cơ quan liên quan, bao gồm cơ quan tình báo quốc gia, hiện đang được tiến hành để xem xét các trường hợp người Indonesia bị cáo buộc đánh cắp công nghệ. Cuộc điều tra cũng sẽ tập trung vào việc dữ liệu bị đánh cắp có chứa các công nghệ nhạy cảm liên quan đến chương trình phát triển KF21 bắt đầu từ năm 2015. Các công dân Indonesia liên quan hiện bị cấm rời khỏi Hàn Quốc sau khi cáo buộc được hé lộ vào tháng trước. Anh đang chứng kiến xu hướng gia tăng các vụ tấn công nghiêm trọng liên quan đến hóa chất ăn mòn axit trong vài năm qua. Dữ liệu của ASTI cho thấy các vụ tấn công bằng axit đạt đỉnh điểm vào năm 2017 với tổng số 941 trường hợp. Dữ liệu vào năm 2023 hiện vẫn chưa được công bố. Mặc dù cơ quan y tế quốc gia Anh cho biết họ đã ghi nhận tổng cộng 82 trường hợp nhập viện từ năm 2022 đến năm 2023 vì chấn thương do hóa chất ăn mòn. Vương quốc Anh đã củng cố luật quản lý các hóa chất nguy hiểm vào năm 2022, bổ sung các biện pháp vào đạo luật vũ khí tấn công năm 2019 để áp đặt các hạn chế đối với việc mua các loại hóa chất dạng này. Theo luật, việc sở hữu hóa chất nguy hiểm ở khu vực công cộng có thể bị phạt tù lên tới 4 năm. Ở Edison, một khu ngoại thành của New York, cứ 3 người thì có một người gốc Ấn. Nhiều người nhập cư mới đến đây để làm bác sĩ, kỹ sư, các chuyên gia công nghệ cao. Họ bị thu hút tới sống ở khu tiểu Ấn Độ vì sự thuận tiện gần ga tàu và cả thân thuộc. Mặc dù đã có một dòng người Ấn Độ tới Mỹ định cư vào những năm 1960, người nhập cư gốc Ấn đổ tới đây nhiều hơn bất kỳ cộng đồng nào khác từ năm 2000 đến năm 2005. Cộng đồng này không chỉ tăng mạnh mà còn đang ngày một trưởng thành. Sau hàng thập kỷ tự khẳng định một cách thầm lặng, người Ấn nay ngày một mạnh dạn khi bàn về những vấn đề như chính trị, sắc tộc và các chủ đề khác. Cùng với sự phát triển nhanh chóng, cộng đồng này cũng đang trở nên phức tạp hơn, cộng với sự đa dạng đến chóng mặt do chính nền văn hóa Ấn Độ, nhiều ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, chính trị và ẩm thực là những chênh lệch giai cấp giữa người Mỹ gốc Ấn. Với sự hiện diện quân sự lớn và đội tàu phá băng lên tới 40 chiếc, Nga đang có lợi thế lớn trên con đường kiểm soát Bắc Cực. Sau hơn 20 năm ngoại giao rộng rãi và các cuộc thám hiểm bằng tàu phá băng, tàu nghiên cứu và tàu ngầm dưới lớp băng biển vùng cực, Nga gần đây đã nhận được khuyến nghị chấp thuận đối với phần lớn yêu sách của mình đối với đáy biển ở phần trung tâm của Bắc Băng Dương từ Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc. Nhận thức được sự chậm trễ của mình so với Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực trong thời gian gần đây, Mỹ cũng đã tập trung sự chú ý vào khu vực này. Trà là thức uống không thể thiếu hàng ngày của người Việt, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Tỉnh Thái Nguyên với thương hiệu trà nổi tiếng cả nước, mỗi dịp Tết cổ truyền là thời điểm các hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh trà đang tất bật sản xuất, cung ứng ra thị trường để phục vụ người tiêu dùng. Để phục vụ trà Tết,
Ngay từ giữa năm, các làng nghề trà, hợp tác xã đã tích cực chăm sóc cây trà trong thời tiết khắc nghiệt, đáp ứng đủ nguồn cung cho thị trường nên giá thành hợp lý. Dịp Tết Nguyên đán, trà thường được bán ra nhiều hơn các thời điểm khác trong năm. Đây cũng là cơ hội lớn để trà Thái Nguyên mở rộng thị trường, vươn tới nhiều nơi từ trong nước tới ngoài nước, đem lại thu nhập bền vững cho người dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới vào ngày mai.